Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian gần đây, mã số dùng trồng tại Việt Nam bị thu hồi đang tăng cao, với hơn 710 mã số dùng trồng đã bị thu hồi. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mã số dùng trồng trên cả nước bị thu hồi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Chư dân. Trong đó, phần lớn là nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu là do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu bên cạnh đó việc mã số dùng trồng bị thu hồi còn là do nhiều địa phương chỉ chú ý đến các mã số cấp mới chưa quan tâm tới việc duy trì giám sát các mã số đã cấp